Tại Bình Dương, nhờ những giải pháp tích cực hiệu quả trong đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh, quý 1 năm 2024 hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định và tăng trưởng. Kết quả trong quý 1, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt 10,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,8 tỷ đô la, tăng 11,14% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,7 tỷ đô la.